Giới thiệu với quý vị và các bạn, trước mắt là bộ dây loa Hitachi dòng 6 loa dẫn, dây bái của Nhật, dây Hitachi. Dòng này là vỏ tép lưng chống cháy, lõi đồng mạ bạc. Dòng này đánh chi tiết giải cao khá chính là tốt cho những bộ dàn âm thanh tối tiếng và không lên được giải cao. Về phần kết cấu của dây, dòng dây 6 loa. Và dòng này lúc chia vế ra thì mỗi vế dây sẽ được từ khoảng 2,5 cho đến 2,8 ly trên một vế. Giá hiện tại là 65.000 trên 1 mét. Bộ 2 mét sẽ là 260.000 và bộ 2 mét rưỡi sẽ là 330.000. Dây lõi đồng mạ bạc. Và trên đây là những cái bộ em đã DIY sẵn cho anh em. Chia đầu vế mối mối cực sẽ được 2 ly, từ 2 ly dưới đến 2 ly 8. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm video và hẹn anh em vào những video tiếp theo.